Cậu có gì muốn nói với tôi không? Ý lão gia là chuyện gì? Chuyện mà tôi nên biết, nhưng cậu không nói với tôi. Tôi không có chuyện gì mà giấu giếm lão gia cả. Nghĩ kỹ đi. Cậu sợ tôi biết chuyện rồi tôi sẽ cảm thấy đau lòng, có phải không? Dạ không có. Vậy còn chuyện tên Danai đâm sau lưng tôi, cậu cũng đã có chứng cứ hắn đâm sau lưng tôi như thế nào rồi, nhưng cậu lại không muốn nói. Vậy cậu sợ tôi buồn sao? Dạ phải. Cậu hiểu đúng rồi đó. Tôi buồn lắm, nhưng sai là sai. Cậu biết là tôi sẽ làm gì với người mà tôi tin tưởng nhưng lại phản bội tôi mà. Ôi, cô bị làm sao vậy? Ngồi xuống đi, ngồi đi đã. Ngồi không nổi nữa đâu. Sao vậy hả? Sao ngày hôm nay nhìn cậu cứ lấm la lấm lét? Đừng có lo lắng, đừng có hỏi gì mình bây giờ. Không có gì. Cha La chuẩn bị đi nha. Tối nay anh sẽ đưa em và Tula ra ngoài cùng. Nhưng mà tối nay lão gia có việc ở Myanmar không phải sao? Em chuẩn bị để đi cùng đi. Lão gia, lão gia định đưa Cha La đi đâu vậy? Ôi, lão gia định đưa Cha La đi đâu sao? Tối nay em sẽ biết. Anh về nhà trước nha. Bây giờ em đi chuẩn bị đi. Đưa đi đâu không biết nữa. Nhưng mà lão gia yêu Cha La chết đi được. Chắc lão gia không định làm gì Cha La đâu. Mắng. Mắng ngay quá. Hả cái gì? Nhưng cũng chưa chắc. Người quyền cao chức trọng chỉ một phát bùm là xong. Cha La chuẩn bị xong xuôi rồi hả? À, chắc là... Cha La tới rồi đây. Nếu sẵn sàng rồi thì đi thôi. Đi. Chờ chút đã, lão gia. Sao phải làm mặt như vậy? Tôi không đưa bạn cô đi vào chỗ chết đâu. Đi. Lẽ ra mình không nên nói vậy. Đáng lẽ mình không nên nói. Ôi, cô nói gì với lão gia? Nói gì với lão gia hả? Đáng lẽ tôi không nên nói mà. Nói gì thì nói ra mau. Cái gì chứ? Cô nói gì với lão gia? Đã nói là không nói được mà. Phải nói ra chứ. Nói cái gì cũng được. Không nói được đừng có ép được không? Ôi, hả? Nói ra. Ép là tôi ngâm nước đó. Tôi ngâm nước đây. Ôi, đây không phải là lúc để đùa đâu. Có đùa đâu, ngâm nước đây. Không nói được mà, không nói được. Lão gia,
Chúng ta cùng nhau tới nhà cô Panwat làm gì vậy? Anh sẽ đưa em tới nhà sau. Đúng không, Tula? Giận dữ gì lão gia nữa à? Ngày mai lão gia có cuộc họp, nhưng lại không cho tôi đi cùng. Để tôi ở đây xem tài liệu đó. Như vậy cũng tốt mà. Lão gia đi rồi, anh sẽ đến ở cùng tôi hàng đêm. Tốt cái thá gì. Lần này có cuộc họp về xây dựng đường bộ, nhưng để tôi lo liệu giấy tờ, trong khi lão gia lại đưa thằng Tula đi cùng. Vậy thì làm sao tôi biết được công ty nào sẽ đấu thầu cái gì chứ? Nếu như vậy thì anh sẽ không thể nào bán tin mật rồi còn gì. Càng ngày thằng Tula càng lấn vào đường làm ăn của tôi. Lão gia yêu quý hắn, tôi lại càng muốn cho người bắn nát đầu hắn ra. Bình tĩnh một chút đi. Nếu anh làm như vậy thì người đáng nghi ngờ nhất chính là anh đó. Nếu anh muốn xử lý tên Tula đó thì tôi có cách khác. Cách gì vậy? Biến tôi trở thành món đồ yêu thích của lão gia. Cô, tôi nói với cô nhiều lần rồi, cô phải tự dùng khả năng của mình quyến rũ lão gia, không liên quan đến tôi. Đôi khi dùng khả năng của bản thân lại hơi lâu. Nếu dùng cách khác theo ý của tôi thì nhanh hơn là dùng tài năng đó. Cách gì? Chính anh đã nói với tôi mà, phải không? Lão già muốn có con. Nếu tôi có con trước người phụ nữ khác, anh nghĩ xem cuộc đời tôi sẽ ra sao? Không cần ngạc nhiên, sẽ thấy những thứ hơn thứ này nữa. Cô không uống thuốc tránh thai hay sao? Đúng. Tôi uống thuốc để làm cái gì chứ? Tôi đã nói với anh rồi, nếu tôi có thai thì tôi phải có con với lão gia. Trước khi lão gia có con với ả cha la đó. Nếu chuyện này xảy ra thật thì việc anh ở đây ngủ với tôi cũng tốt. Anh sẽ giúp tôi có thai. Nếu vậy thì tôi sẽ đuổi cổ con nhỏ cha la đi. Vậy nếu tôi giúp cô có thai thì sao? Nếu vậy thì tôi sẽ giúp anh xử lý tên Tula, được không?
lão gia, tôi... Sao mày dám làm vậy? Lão gia, xin lỗi. Chuyện tôi ở cùng cô Phan Quát. Lão gia đừng làm gì tôi được không? Mày thấy, trước giờ mày là người tao tin tưởng nhất. Sao mày dám đâm sau lưng tao? Lão gia đừng làm gì tôi mà. Tao không thể không làm gì mày. Đừng mà lão gia. Lão gia bình tĩnh đã. Nếu lão gia làm gì thì sẽ gây ra hậu quả. Đúng lão gia. Chuyện của tôi với cô Phan Quát không đáng ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của lão gia đâu. Đừng nghĩ tao sẽ bắn mày chỉ vì chuyện này. Cũng đúng rồi. Mày ngủ với vợ tao làm tao nhục nhã, nhưng vẫn chưa bằng nỗi đau và sự tức giận trong lòng tao khi mày dám lấy chức vụ của tao đi trục lợi để kiếm những đồng tiền dơ bẩn từ những thằng xấu xa gian xảo đó. Lão gia, mày nghĩ tao không biết gì sao? Mày chơi đùa trên sự tin tưởng của tao rồi đem những bí mật quốc gia ra mua bán với những người đó. Tôi chưa từng đem bí mật của lão gia đi nói với ai cả. Đến giờ phút này mày còn nói dối được sao? Hả? Hay mày nghĩ súng trong tay tao không đáng sợ hả? Cũng được, tao sẽ khiến cho mày thấy súng của tao đáng sợ tới mức nào. Tiếng gì vậy? Tôi chưa cho phép thì cấm ai ra khỏi phòng này. Lão gia, tôi xin lỗi vì tôi đã làm sai. Nhưng tôi mới chỉ sai vài lần. Ngoài ra, tôi chưa từng làm gì sai cả. Suốt thời gian, tôi làm việc cho lão gia. Tôi dám khẳng định mình trung thành như một con chó, tận tâm làm việc cho lão gia. Vậy sao mày lừa tao? Lão gia coi trọng người khác hơn. Tôi hết lòng làm việc, không ăn không ngủ, làm việc suốt đêm hết sức của mình. Nhưng lão gia chưa từng khen ngợi. Tên tôi la làm việc, lão gia lại khen. Dù cho hắn ta chẳng có gì tốt bằng tôi. Bình tĩnh đã Danai, tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình. Mày không cần phải nói. Tao biết là mày muốn nịnh hót để đuổi tao đi đúng không? Im. Lão gia, Quách cũng nghĩ nhanh Danai. Quát và anh Danai yêu quý và kính trọng lão gia, nhưng lão gia lại thiên vị có những đứa nịnh nọt hơn cả tụi em. Vậy thì ai mà chịu nổi chứ? Nếu ý cô là tôi thì tôi chưa từng nịnh nọt lão gia.
Còn việc lão gia không tới thăm những người vợ khác mà chỉ ở với cô ta, tức là sao? Vì tôi hài lòng. Còn Quách thì sao? Lão gia đưa Quách về sống nhưng lại không hài lòng. Vậy lão gia đưa Quách về làm gì chứ? Quách không phải là vật nuôi. Để lão gia đến thăm một chút rồi cho ăn. Quách cũng cần tình yêu mà lão gia dành cho ả cha la đó. Nếu thời gian qua tôi chưa từng khiến cho lão gia hài lòng, thì lão gia cứ bắn chết tôi đi. Lão gia, lão gia, đừng lão gia. Lúc cậu đến đây không có gì, thì ra đi cũng đi như vậy. Nè Danai. Dạ. Tiền mà cậu có được từ việc trục lợi, sáng mai đem tới để trên bàn làm việc của tôi, không thiếu một xu. Ban Quát. Dạ lão gia. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ quay lại đây. Hy vọng là sẽ không còn thấy ai ở đây nữa. Đi thôi. Anh Danai, anh bị sao rồi? Anh bị sao rồi? Có đau không? Thù thì phải có người trả. Lão gia có chịu được không? Anh đau ngực quá đi. Lão gia ngồi nghỉ đã. Lão gia đến bác sĩ không? Tôi đưa đi. Chưa cần. Tôi đau chứ chưa ngất xỉu. Tôi đau lòng thì bác sĩ cũng không giúp được gì đâu. Đêm nay anh sẽ đi về nhà ngủ, em không cần lo đâu. Nhưng lão gia, để anh ở yên một lát. Anh là người khó tin ai.
Nhưng nếu đã tin ai rồi thì sẽ rất tin tưởng và cũng sẽ rất buồn. Nhưng anh chưa từng nghĩ, và hy vọng gặp phải những chuyện như vậy, đây sẽ là lần cuối cùng anh bị đâm sau lưng. Vậy để tôi đưa lão gia về nhà. Cảm ơn Tula. Nếu anh làm gì khiến em không vừa ý thì cứ nói thẳng với anh. Đừng hại anh bằng cách đâm sau lưng anh nha. Lão gia bắn anh Danai. Còn Panquat thì sao? Lão gia bắt ra khỏi nhà trong đêm nay. Lão gia biết hai người họ bồ bịch với nhau từ khi nào? Chuyện gì? Lão gia cũng biết hết. Không chỉ chuyện của hai người đó đâu, chuyện của người khác lão gia cũng biết. Ý là ai hả Oi? Ôi, cô biết gì mà không nói với tôi và cô Chala hả? Không có gì. Ôi chết rồi, tôi nhớ ra rồi. Tôi có hẹn với William. Tôi đi trước nha. Ôi, hả? Nếu cậu có việc gì thì phải nói với mình. Đúng, nói với cô Chala. Chala, mình biết là cậu không còn ý gì với anh Tula nữa, nhưng coi như mình xin cậu đó, đừng ở gần anh ấy quá. Cậu cũng đã thấy anh Danai và Panquat bị làm sao rồi đó. Cuộc đời của cậu đang hạnh phúc lắm. Dù cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân là chỉ là vợ bé của lão gia, nhưng cậu có biết lão gia coi cậu như người vợ chính thức không? Và còn rất yêu cậu nữa. Chala, mình không muốn cuộc đời cậu bị mất những điều đẹp đẽ chỉ vì cảm xúc trong quá khứ. Mình đi đây. Tôi xin phép lên xe trước đây. Cảm ơn anh. Đừng mất mô quá. Cô Chala, cô có nhấc giày lên được không? Không sao đâu anh, bám vào vai tôi nha. Không sao đâu. Cảm ơn anh. Tại sao anh phải giúp tôi đến mức này?
Bởi vì lần đó nếu tôi cố gắng giúp cô thì đời cô đã được đi thi đại học giống mọi người, không phải gặp cái thằng chủ gian xảo kia đến mức phải trốn tôi. Tôi đã nói rồi mà, mọi chuyện qua lâu rồi, anh hãy quên hết đi. Nhưng tôi chưa từng quên.